Cho nên là hôm nay để cho xả láng thôi nhá. Ok, chúng ta sẽ ăn xả láng, nhưng có 300.000 thôi, em lưu ý. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn. Ok, đây thì bố trước đi. Xoa đầu, nắm tay, hôn lên má, tựa vai, mũi chạm mũi người yêu. Có vẻ bắt đầu thấy thông thông đầu hơn rồi đấy. Uống thêm ly nữa, uống một ngụm nữa. Uống thêm một ngụm nữa đi. Thôi đi ông ạ, thôi ngại đấy. Bạn thì bạn nhưng mà nói thật sự là bọn mình đang tìm hiểu nhau. Cho nên là em không nhìn anh giống như là với một thằng đàn ông nhìn thằng đàn ông nữa đâu. Em làm sao em cũng biết ngại. Em cũng biết ngại hả? Vâng. Trời đất. Chết rồi. Có một cái là đồ ăn đây rất là đắt. Trời ơi, thậm chí mình còn không đủ tiền để mua một combo gia đình nữa. Cái này rẻ đấy nhưng mà mỗi tuần mình cũng thích ăn. Nếu như mà trong trường hợp mà không còn tiền đi xe buýt hay taxi thì mình đi bộ nhé. Được, em thì anh sẽ đi bộ. Ví dụ như là nếu mà mỏi chân thì anh sẽ cõng em. Em thích ăn chè nào đây, chỉ đi đã. Em thích ăn đồ mát. Thích ăn đồ mát thì không ngọt lắm. Hà sen. Đây. Đây, ngồi đây đi. Đây, em ngồi đây. Trộn lên nhá. Dạ. Ngon này. Em mới ăn miếng to quá. Uống nước đi. Tìm gì vậy? Đi. Em chưa tiêu được cái gì, em thích ăn nữa thôi. Mình sẽ dùng bên kia được không? Hôn lên má. Thật luôn hả? Hôn lên má người yêu. Anh làm gì? Anh đang nhìn chỗ món bò tơ kia mà. Ủa duyên quá. Anh mua duyên đi. Thôi, ăn xong đi rồi đi nào. Chơi trong này hả? Lâu lắm đấy không được chơi game á. Anh có biết là bao nhiêu năm rồi không? Được rồi, bây giờ em vào trước đi. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ phải hoàn thành ở trong này chứ. Vừa nãy định mua trộm ở má nhưng mà không được. Nên là bản thân này Dũng sẽ tìm cách để thơm ở má. Lần này sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để không bị khuê. Em phải đi ra, em làm như thế người ta lại tưởng anh dê già thì em ấy. Có lâu ấy. Con này hả? Con này liếc liếc lên này gì? Hay là con này? Hay con này? Hay con này? Con đấy kia con lợn. Thế anh cứ xem là được. Anh thấy con ếch có vẻ nhìn giống em. Anh ý. Em thích màu hồng hơn đúng không? Vâng. Em lấy con lợn nhá. Không biết có bị giới hạn thời gian không? Ui, bị giới hạn thời gian đấy. Có 17 giây thôi, có 20 giây để cột thôi. Mười chín, tám, bảy. Đưa tay lên.
Ủa, liệu bên dưới nó có dính keo không hả trời? Sao là nó chắc quá vậy? Anh đùa gì đây như thế? Khai thật đi. Cái gì? Em nhận được bao nhiêu tiền cho vụ vừa rồi? Anh này làm mất hết cả cảm xúc của người ta. Phần thưởng đâu mà. Hôm nay sẽ giữ lại cái kem này. Phải quay kem này. Bây giờ anh sẽ rửa đi, sẽ giữ lại cái kem này. Làm gì? Quay kem ăn chung của anh em mình. Anh em mình á? Của chúng mình. Ê, có điện thoại không? Thầy đó. Cũng cô tê. Cô cháu cái này. Của cái mà ăn có bao tiền hả cô? Thế chỉ tới gần 122 cái ạ? À? Cái. Wow, cô ơi, từ đã. Trời ơi, sợ. Nó nhiều nó đẹp mà. Thôi, cô cho cháu xem cái ốp là 60 đi. Để trong đi. Trong có cái nào không phải trong là 60 không ạ? À. Mà không có đâu đi đâu. Mà không có đâu đi đâu. Em thích màu gì? Em thích màu gì? Nếu mà vòng tay em thích màu đen. Màu đen hả? Nhưng anh thích màu đỏ. Thế thì bọn mình lấy vòng tay đỏ. Ơ, đỏ tượng trưng cho tình yêu. Em thích màu gì? Màu đỏ, em lại thích màu đỏ rồi. Thôi, em thích màu đỏ dã man. Thôi, anh thích màu vàng. Ơ anh sẽ mua màu đỏ cho em với một điều kiện. Gì? Thơm má cái. Anh thơm má em hay em thơm má? Em thơm má anh chứ. Nếu mà anh thơm má em thì nói gì là điều kiện nữa. Thôi em uống một. Cái gì? Nhắm mắt nhất là không được nhìn nhá, không được nhìn. Rồi nhắm mắt đi. Rồi bây giờ tay này, bắt đầu đây hai cái tay này. Đây nhá. Đây. Thấy không? Mình sẽ chỉ cái đầu này nhá. Nào bây giờ em di chuyển đi. Cái nào? Đây đúng không? Màu đen. Wow, thế chắc là nó thành đen rồi. Khi đen duyên rồi. Đẹp mà. Đây hả? Xinh mà. Ừ. Đúng không? Trai trái gái phải nhỉ? Đúng không? Đây chặt quá. Đó. Ấy, rất hợp luôn. Thì em nè. Kìa. Đau quá. Đau không? Gì như nào? Thế cõng ha. Ok, lên đây. Nếu như mà trong trường hợp mà không còn tiền đi xe buýt hay taxi thì chúng ta đi bộ nhé. Được. Xuống đi, em muốn đi rồi. Lại muốn đi rồi hả? Em muốn đi rồi. Đây, đi lên trên này. Em sẽ cho anh một đặc ân. Rồi giờ em ngã không có đau lắm. Nhưng mà nói thật, đây là những thứ em muốn làm với người yêu. Em muốn thử xem cảm xúc của em như nào. Cảm xúc của em như nào thì em sẽ bây giờ chưa nói với anh. Nhưng mà em sẽ cho anh một phần thưởng vì đã cõng em. Phần thưởng gì? Hả? Nhắm mắt lại. Giật cả mình. Em không thể ý mà em mở trường mắt em giọng. Được rồi đây. Được chưa? Ôi mày! Anh làm cái gì? Ôi cái gì này? 122 cái à? Cái. Wow, cô ơi, từ đã. Bọn cháu sinh viên nghèo không có tiền. Cô nhìn bọn cháu trông có hợp nhau không? Nhìn ở ngoài sao nó hạp với ông hạp. Mình tính tình đồ này nọ. Chứ đúng còn rồi. Nhìn ở ngoài sao được. Người đúng ta cũng luôn. Người xấu, người đẹp. Người ta hạp tính thôi. Đó. Ok chưa? Ừ.
làm một con selfie bằng điện thoại mới. 1, 2, 3 em đếm đi. 1, 2, 3. Thôi bây giờ đi thôi, đi tiếp ha. Tiếp tục nào. Thôi ngồi đây nghỉ tí đã. Nóng đúng không? Thế nào? Thật ra cái vừa rồi ấy, cái lúc mà cái không để ý thì chương trình đã đưa cho anh một cái tờ, gọi là cái tờ nhiệm vụ ngày hôm nay ấy. Lúc mà mở ra thì thấy cái gì mà phải hôn môi bạn ấy này, rồi là phải ôm eo bạn ấy này, rồi là không bảo nếu mà như này sợ em vừa hôn cái chàng sắp tát mặt em xuống chuẩn luôn. Bình thường em sẽ tát vào mặt anh thật, nhưng mà tại vì em nói thật là em cũng có nhiệm vụ. Hả? Gì? Xoạc đầu anh này, em cũng đã làm rồi này. Hôn má thì em còn làm mấy lần liền cơ. Dựa vai, xong rồi có một việc nữa em chưa làm, anh nhắm mắt được không? Vẫn còn việc chưa làm. Thôi bạn bè giúp nhau đi mà. Chương trình bắt em phải mũi chặn mũi nữa. Trời ơi. Thấy hình như là anh cũng vẫn thiếu mất nhiệm vụ đúng không? Ừ đúng, vẫn thiếu. Thiếu gì? Nói thì thầm một câu lãng mạn này, ôm người yêu từ phía sau này. Anh thiếu phải nhìn thẳng vào mắt em 30 giây nữa. Ờ nhưng mà cái này thì công nhận là khó thật. 30 giây chứ không phải 3 giây đâu. Thế thì bây giờ anh chịu hình phạt nhá. Ok. Làm những việc đấy với em đi. Em nói thật em ngại quá, để ý hết à. Nhìn vào mắt nhau mà. Em có nghe thấy những gì anh nói không? Nhìn vào mắt anh này. Anh có thể làm nhiệm vụ thứ hai. Đó là cũng là hình phạt của anh, đó là thì thầm vào tai em những gì anh muốn nói được không? Để xem là có đúng như những gì em đang nghĩ là anh muốn nói không? Thì anh sẽ nói luôn này. Em biết trong thời gian này em có rất nhiều những cái điều không ổn. Thế khi mà nhìn vào mắt em thì anh cảm thấy rõ được điều đấy. Và giống như kiểu mỗi lần mà em nói là em có chuyện ấy, thì bản thân anh là một người rất là gần em trong cuộc sống, thì anh đều cảm thấy không thấy vui. Và anh cảm thấy căm ghét tất cả những cái người mà họ làm cho em không vui. Rồi nếu như mà không phải đi với em ngày hôm nay thì chắc là anh cũng sẽ ở nhà. Anh cũng sẽ không làm gì trong ngày hôm nay cả. Thật ra bản thân em khi có chuyện thì đầu tiên em nghĩ đến là anh. Bởi vì em cũng không biết chia sẻ với ai cả. Cảm ơn anh vì anh dành điều đặc biệt đến cho em. Khóc nữa. Ừ. Đi thôi. Đi. Mình còn thử thách nữa đấy. Hè, cột mốc thứ 3 này. Phơi bày tật xấu. Nhiệm vụ 3. Hai bạn hãy cùng nhau vào bếp nấu ăn cho bữa ăn vui vẻ tại Nespec 497 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3. Nhiệm vụ 4 thì chờ chút nữa. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nhà hàng đấy để thực hiện một bữa trưa đúng không? Đúng, bữa trưa vui vẻ. Được, thì để xem nào. Ví dụ như là em không biết gì thì anh sẽ phụ, còn anh không biết gì thì em sẽ phụ. Ok, thế em nghĩ là chắc anh nên làm hết rồi.
hết đi. Bởi vì em không biết gì hết. Được, ok, không sao hết. Em trêu đấy. Nếu là em ở đứng cạnh anh là được. Ok nhá. Rồi. Chào anh ạ. Chào thầy. À, em chào là thầy. Thầy ạ. Chào thầy ạ. Thầy ơi, hôm nay bọn em muốn đến đây nhờ thầy sẽ chỉ giúp cho bọn em một số những cái món ăn đơn giản để bọn em có thể nấu ở nhà có được không ạ? Vâng, tôi sẽ sẵn sàng. Dạ. Dạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chế biến một cái món cây vị của Việt Nam này. Thì mình chế biến là món gỏi củ như là tôm thịt. Món này là món cây vị trong cái tiệc tùng của người Việt mình, lúc nào nó cũng có cây vị trước để là kích thích cái món ăn. Thì chúc các bạn thực hiện một cái món gỏi được chuẩn bị cho buổi trưa ngon miệng. Dạ, cảm ơn thầy. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn thầy. Thôi để em ở cái đây. Thật sự là thầy đi mình cảm thấy như kiểu mất cái phao ấy. Không biết làm nào. Nếu mà hôm nay món này nó không ngon cho lắm thì cũng đừng có trách em nha Dũng. Đừng vào tay đấy. Này anh thái kiểu gì ý? Em ơi, chả cái gỏi nào nó thái như này đâu ạ. Nhưng mà nếu em thái kia thì nó sẽ rất là to. Mà em có đủ thời gian để thái không? Em không biết nhưng mà... Thôi em đừng có động vào nữa, không đứt tay bây giờ. Em thái... Em nghĩ là phải thái dày hơn. Dày không hơn... phải cắt sợi. Dày hơn thì nó bị dày quá, ăn cứng đấy. Thấy chưa, em định cắt gì với cả cái cục này. Đấy, thái như này. Trời ơi, sau cái chương trình này là mọi người đã biết tôi nấu ăn giỏi như nào rồi. Tại sao lại là cái món này chứ? Em nghĩ thôi. Đây, dừng lại, dừng lại. Đây, món... thành quả của em đấy hả? Thôi em đây tập trung cái của em đi. Đây có được không? Dày quá. Nên thôi bào sợi mỏng như này này. Dễ ăn. Anh ơi, chẳng ai bào sợi mỏng như thế cả. Em chỉ sợ là sau cái này tình cảm của mình vun đắp từ cả ngày nay. Nấu ăn xong cãi nhau đến hết luôn. Em tưởng tượng cái cảnh mà ví dụ như hai cái đứa không biết nấu ăn như hai bọn mình mà ở với nhau sao. Sao mỗi lần nấu ăn cái mặt tự nhiên trở nên thành nghiêm trọng luôn. Rất tập trung. Bây giờ đang chơi với dao thì chả nghiêm trọng. Cẩn thận đấy nhá. Này, chắc sau cái này có khi em phải đi học hóa nấu ăn thật đấy. Bây giờ em mới nhận ra điều đấy à? Ừ, từ trước giờ cứ như đàn ông ấy. Tôi nghĩ là thôi kiếm tiền với cả công việc tốt là được rồi. Này, đàn ông cũng nhiều người nấu ăn hơi bị siêu đấy nha. Vậy thầy đấy còn gì? Nhưng mà chắc chắn là không có anh á. Cái này không sôi nhở? Không cháy nhở? Từ từ đã, trời ơi, người ta phải đợi cho dầu già thì em mới cho cái đấy vào chứ. Ê, từ nó già rồi. Má ơi. Này Trang. Hả? Ngoài đánh DJ ra em biết làm gì nữa? Em biết làm nhà. Còn muốn hỏi gì nữa? Thôi bỏ đi. Nhẹ nhẹ thôi em, bắn vào người đấy. Em cho khoảng tầm 2-3 cái vào một lần thôi. Em cho hết rồi. Tí nữa lửa to quá sẽ bị cháy đấy, em cho nhỏ lửa lại nữa đi. Cho nhỏ lửa lại đi. Đây này. Đây. Rồi. Ý, trông đi, trông đi. Đừng có chạy mất. Cháy đấy. Này, nấu ăn chung như này vui phết nhở? Thế đấy, bình thường anh đến như nhà này đã đủ nấu ăn được chưa? Rồi. Bình thường anh đến nhà em để học để mẹ. Anh tự nấu của mình ấy. À. Mình thấy hơi tiếc, thôi lần sau sang em sẽ học của anh. Đủ rồi. Ít thế. Đủ rồi mà. Ít quá trời ơi, gỏi này anh ơi, anh có nhìn thấy bao nhiêu là nước rồi không? Thế thôi, còn nhiều thịt mà, nhiều tôm mà em. Ủa anh nghĩ là đây là món gì? Đây là món gỏi, tức là mấy cái này nó phải là cái chính. Kệ đi, nhưng anh thích ăn tôm hơn. Thịt với tôm. Này, em có muốn một người đàn ông mà như kiểu là sẽ sẵn sàng bóc vỏ tôm, vỏ cua cho em ăn không? Có chứ. Nhưng mà anh cảm giác như kiểu là những cái người đàn ông đấy chỉ có trên phim đấy. Ồ, có mà, trời ơi, cái chuyện đấy chuyện quá bình thường. Yeah. Người yêu trước của em mà vừa mới chia tay á, là chăm sóc em như vậy đó. À, xong rồi bây giờ thành người yêu cũ của em đấy.
Rồi là không, lại sao không, này là sẽ không. Ở đâu? Cái cách mà anh nói nó giống như kiểu là những cái gì tốt đẹp ấy nó chỉ tồn tại ở trong thời gian đầu ấy. Kiểu cái thời gian đầu cái gì nó cũng rất là đẹp, xong rồi càng về sau thì cảm giác như người ta nghĩ là người ta có được mình rồi thì người ta sẽ không cần thiết phải làm những cái điều đó nữa. Em nghĩ sao về điều đấy? Anh có vậy không? Anh hỏi em trước mà. Anh có vậy không? Chính xác là anh phải là cái người gọi là không muốn nói nhiều. Vì nếu bây giờ mà nói, anh có thể nói toàn bộ những cái ngôn tình hay là những cái câu mà để em an lòng được mà. Nhưng mà như kiểu anh thì anh sẽ thích thể hiện nhiều hơn là cái việc như kiểu nói, vì nhiều khi lời nói giống kiểu gió bay ấy. Em phải nên nhớ là từ trước đến giờ khi mà người đấy chưa xuất hiện thì em vẫn sống tốt mà, đúng không? Mà biết đâu được, cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác mở ra. Nhớ cánh cửa kia còn mịt mù hơn cánh cửa trước thì sao? Nhưng anh nói đúng mà, đúng không? Là sao mà em thì biết được? Này, em không bao giờ sợ à? Sợ là sẽ tổn thương một lần nữa? Không, thực ra với em á, em yêu, em không yêu thôi. Tính em thực ra em không phải là cái loại lăng nhăng hay gì nha. Em không yêu thôi, thì nếu mà em gặp được ai đấy để mà em lại có cảm xúc, em luôn yêu người ta như lần đầu yêu á. Cũng dẫn những cái ngại ngùng đấy, cũng những cái cảm xúc đấy. Thế sau cái chương trình 24 giờ thử yêu này này, em có muốn như kiểu gọi là sẽ bắt đầu một cái tình yêu nào đó thật với cả một ai đó không? Thực ra khi em đến với chương trình này, em cũng muốn tìm hiểu thử một người mới. Em cũng muốn là nếu như mà mình có duyên thì em cũng sẽ bắt đầu lại những cái điều đấy với những cảm xúc như lúc đầu yêu. Và em nói thật nha, Dũng biết tính em rồi đó. Em yêu, em luôn yêu hết lòng. Em có sợ nếu như mà yêu một người bạn của mình ấy thì em sẽ đánh mất đi tình bạn đấy không? Sao không nói gì thế? Với em tất cả nó đều là cái duyên. Và nói thật nha, cái gì đến thì đó thôi, có gì đâu mà sợ. Nhưng mà anh thì lại sợ. Anh sợ giống kiểu gọi là một cái sợ cảm giác vô hình ấy. Là tất nhiên rồi, khi mà mình có tình yêu thì với một người bạn ấy, cái anh thứ luôn tình bạn sợ. Anh luôn sợ. Anh không phải là sợ với bạn anh, mà em với anh chơi với nhau thì mọi thứ đấy anh luôn nói với em, anh rất sợ yêu. Có lúc anh đã từng ngủ mơ đến chuyện đám cưới và tỉnh dậy là mắt anh khóc đẫm cả gối. Em cũng không hiểu tại sao lại sợ đến mức như thế. Nhưng mà con người anh sẽ bị cằn cỗi nếu như không tình yêu, em nói rồi đấy. Mình sai mình làm lại. Cuộc đời cho ta có rất nhiều thời gian để làm lại, có gì đâu. Và em nói thật nha, khi mà em yêu ai đấy á, em vẫn có thể làm bạn lại với người ta. Cho nên đừng sợ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ ở cái khu bếp này đã. Rồi, sẽ một chút trang trí nhẹ nhàng nào. Đây. Ra như thế này này đó. Rồi bây giờ cảm giác như thế nào sau khi nhìn thành phẩm? Cảm giác như là ăn tiệc cưới của chúng ta ấy. Nhưng mà tiệc cưới này có vẻ hơi giản dị đúng không? Không sao, tiệc cưới sinh viên thế thôi. Ok rồi, tao phải cưới nhau. Ok nào, yo thì cưới nhau cái như kiểu là đi uống bia ấy. Ngon quá. Ngon không? Mày đưa đấy, ăn đi. Giòn luôn. Nghĩ là nó ỉu cơ. Em làm mà. Ăn này ngon này. Cái đấy em dán em biết là không ngon. Anh lại thích nhất cái này. Bởi vì em dán nó mới ngon đấy. Đúng vậy. Bản chất của nó không ngon nhưng mà do cái tay người dán nó sẽ thành ngon. Thực ra lúc em nhìn anh làm em cũng cảm giác rất là ấm cúng. Nhưng mà tại vì anh bảo anh sợ yêu bạn, nhất là bạn thân, nên em cũng cảm thấy buồn. Thực ra thì lúc trước cả mình cả Dũng đều là hai người rất sợ yêu. Thì căn bản là mình sợ ít hơn, nên là mình cũng đã quen người khác. Và Dũng thì vẫn vậy, mấy năm nay vẫn vậy, luôn luôn sợ yêu. Thực ra với Dũng á,
cái chuyện yêu và chuyện gia đình là một cái chuyện gì đó rất xa vời. Và hiện tại thì mình cũng không hiểu tâm tư của Dũng như thế nào sau ngày hôm nay. Nếu như về sau ấy mà Dũng mà lấy vợ mà lấy một người như Trang, nghĩa là cô ấy không biết nấu ăn hay là cô ấy rất là kém trong cái việc nhà cửa, thì tất cả những cái hành trang mà bây giờ Dũng đang học cho bản thân của mình là để phục vụ cho sau này.